Sự tử gỗ ngày hôm nay xin giới thiệu đến các bác ba diện Phật bà được làm từ chất liệu gỗ nu ngọc am, và em sẽ đi từ kích thước to và nhỏ dần để cả nhà chúng ta có thể lựa chọn cho mình những cái diện Phật thật là đẹp và ưng ý, được không ạ? Và diện Phật đầu tiên em giới thiệu đến các bác, và đây cũng có thể coi là một diện Phật rất là to từ trước tới nay các bác nhé. Diện Phật này có mã TPQA047, cao 70, ngang 70 và dày 9 phân. Và diện Phật này thì đang có giá bán bên em là 45 triệu đồng với một chất nu cám rất là đẹp và kín mít các bác nhé. Và khi mà em quay sát vào thì các bác có thể nhìn thấy là chất nu rất là đẹp ạ. Và đặc biệt là diện mặt của Phật bà được làm rất là từ bi, đúng không ạ? Và một điều độc đáo và thú vị trong đời sống tâm linh của người Việt, đó là ngoại trừ những người theo đuổi tôn giáo hoặc là theo đạo Phật, thì những người không theo tôn giáo đạo Phật cũng có thể thờ cúng hoặc là treo những cái diện Phật này ở trong nhà để trưng bày phong thủy các bác nhé. Thờ cúng làm sao thật là tâm linh, đúng không ạ? Và để cầu may mắn bình an cho cả gia đình. Và diện Phật bà mà được làm từ những chất liệu gỗ, ví dụ như là nu ngọc am hay nu hương, thì luôn được rất là nhiều các bác khách hàng săn đón. Và ngày nay thì tượng Phật bà Quan Âm luôn gắn liền với những cái cành hoa sen như thế này, làm rất là mềm mại, đúng không ạ, bên cạnh diện Phật bà. Và điều đặc biệt là khi các bác chơi những cái vách nu thì phải chọn lựa làm sao cho mình một cái vách nu đẹp và kín mít như thế này, thì sẽ làm cho tác phẩm trở nên giá trị hơn rất là nhiều, và màu sắc của gỗ thì rất là phù hợp với không gian Việt của mình. Và đây là diện Phật đầu tiên, cũng là một cái diện Phật to nhất từ trước tới giờ mà xưởng tử gỗ làm các bác nhé, với một chất nu rất là đẹp và dày 9 phân khi chế tác xong rồi. Đây ạ, mặt sau thì các bác có thể nhìn thấy là chất nu kín, đúng không ạ? Và gai nu tự nhiên em phay phẳng để khi mà chúng ta mua về chúng ta có thể treo trực tiếp ở trong không gian của mình các bác nhé. Rất là đẹp. Và tiếp theo đây là một diện thứ hai, và khi mà các bác nhìn vào thì chúng ta cũng có thể nhận biết được rằng diện này nu cũng rất là đẹp các bác nhé. Nu kín. Và đối với những bác nào mà nhà chúng ta không có quá nhiều không gian thì em khuyên các bác là nên lựa chọn những cái diện Phật kích thước nó vừa như thế này. Có mã TPQA044, cao 60, ngang 42 và dày 8 phân khi đục ra rồi. Và diện này thì có giá bán bên em là 17 triệu đồng các bác nhé. Với một cái chất nu rất là đẹp, và màu gỗ của nu ngọc am bao giờ cũng là một cái màu vàng ươm rất là bắt mắt. Và em sẽ quay sát vào để cả nhà chúng ta cùng nhìn cái diện của Phật bà Quan Âm được làm rất là tỉ mỉ của người nghệ nhân bên em các bác nhé. Và theo quan niệm phong thủy, tượng Phật bà là một trong những bức tượng rất là thiêng liêng, có khả năng xua đuổi tà ma, đem lại bình an cho gia chủ. Và trong đó thì Phật bà Quan Âm hay Phật Tổ là những vị Phật mang đến an lành, hóa giải được tai nạn và mang đến những cái bình an cho chúng sanh. Và một cái diện Phật như thế này thì khi các bác treo lên rất là đẹp, nó vừa không tốn quá nhiều diện tích, và cái thứ hai là nó đem đến cho không gian của các bác có một cái sự bình an các bác nhé, bảo vệ tất cả các thành viên ở trong gia đình. Và ở đây thì các bác có thể nhìn thấy là cái nét đục ạ. Em quay sát vào để cho cả nhà chúng ta cùng nhìn, đó là những cái bông hoa sen, những cái đài sen, những cái lá sen hay những cái cành dương liễu được làm rất là mềm mại đây ạ. Khi mà em giơ thẳng lên như này thì là cái dáng đứng của cái diện này các bác nhé, thì chúng ta sẽ treo lên thật là cân đối để ở trong không gian của mình thì rất là tuyệt vời. Và đây là mặt sau của tác phẩm, các bác có thể nhìn thấy chất nu cũng rất là tuyệt vời các bác nhé. Nu cám kín mít, và chơi những cái hàng vách như thế này thì rất là đẹp là cái thứ nhất, và cái thứ hai là khi mà chúng ta để trưng bày thì sẽ rất là tuyệt vời. Khuôn mặt thì thanh thoát này các bác này, những cái sợi tóc được làm rất là kỹ càng. Và đây là nghệ nhân đục ở dưới Hải Phòng đó, em làm và gửi về tận Hải Phòng để có thể làm ra những cái diện mặt như thế này, và để mà gọt tỉa được một tác phẩm thì rất là mất thời gian các bác nhé. Và cuối cùng thì em sẽ giới thiệu đến các bác một diện nữa cũng rất là đẹp. Và cuối cùng đó chính là diện Phật bà Quan Âm đài sen, có mã là TPQA046, cao 55, ngang 50 và cũng dày 8 phân. Diện Phật này cũng có giá bán bên em là 17 triệu đồng các bác nhé. Và không phải bàn về chất nu nữa rồi, rất là đẹp. Và khi mà em đem lên cho các bác thì đều là những cái vách nu hàng tuyển chọn, và phải siêu tầm gỗ rất là lâu thì mới có thể ra được những cái vách mà nu kín và đẹp như thế này để làm các cái diện Phật. Và em quay sát vào để cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng. Và diện Phật bà Quan Âm thì luôn là một trong những cái tác phẩm mà được điêu khắc với những cái hình dạng khác nhau. Và trong đó thì những cái diện được làm từ những vách nu này thì luôn được lựa chọn và phổ biến nhất. Và về cái nét đẹp độc đáo và ý nghĩa riêng biệt thì Phật bà Quan Âm bên đài hoa sen là một trong những tác phẩm mà chung quy lại trưng bày thì sẽ đem lại bình an cho gia chủ. Và để lựa chọn cho mình một tác phẩm đẹp, chúng ta hãy tìm những cơ sở uy tín để có thể mua cho mình những cái tác phẩm thứ nhất là chuẩn gỗ, và cái thứ hai là nét đục phải thật là tuyệt vời.
Và hoa sen ở trong phong thủy thì cũng là một biểu tượng thiêng liêng trong Phật giáo, đại diện cho thanh tịnh, giác ngộ và cầu nhiễm khỏi được những cái nhiễm ô ở trần không nhiễm tàn. Và tác phẩm này thì bên cạnh hoa sen thì sẽ đem lại cho gia chủ có một cái sự thanh khiết, đem lại một cái vẻ đẹp rất là sang trọng và độc đáo cho không gian Việt. Và mọi chi tiết các bác có thể liên lạc với xưởng tố gỗ qua số 0339331111, 0868688137 hoặc 0355678885 hoặc 0346059999 các bác nhé. Hoặc là có thể để lại số điện thoại dưới mỗi video để bên có thể tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Và các bác có thể tham khảo các bức tượng qua website xưởngtogỗ.com các bác nha. Và xem xong video các bác ấn đăng ký và ấn like video này để có thể ủng hộ xưởng tố gỗ. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Cảm ơn các bác rất nhiều.